lịch sử nhân loại, một phần được hình thành bởi sự di chuyển của những dân tộc, những cộng đồng, những binh đoàn và những vĩ nhân. Chuyến ra đi 30 năm của Nguyễn Tất Thành đã trở thành một hành trình kỳ lạ và vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Theo dòng thời gian, nó hòa vào ký ức nhân gian với hình ảnh Đô đốc Latut Chevin rời cảng Nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911, mang theo một nhân vật lạ lùng, một chàng trai 21 tuổi, cô đơn, quả cảm với tên gọi là Văn Ba, vượt trùng dương bao la, quyết đi tới những chân trời xa lạ. Những trang hồ sơ này đã trở thành một tư liệu quý để chúng ta hiểu được một phần những gì đã diễn ra cách đây hơn một thế kỷ trong cái đêm dài nô lệ ấy của đất nước. Một chuyến ra đi với khát khao tìm hiểu thế giới, nung nấu ý chí đổi đời cho đất nước bằng một trái tim nồng nàn, một tâm hồn cao cả, một ước nguyện mãnh liệt, bắt đầu từ hai bàn tay trắng về những công việc nhọc nhằn, gian lao của người phụ bếp. Đó là chuyến ra đi đầy chất phiêu lưu của một nhà cách mạng trẻ tuổi. Trước mặt không chỉ là biển cả mênh mông mà còn là một biển trời sâu thẳm đầy sóng gió. Sau lưng là quê hương, quằn quại nỗi đau thương, mong ngóng ngày trở về. Singapore, nơi con tàu Latut Chevin dừng chân chạm đầu tiên trên hành trình vạn dặm. Đây là căn cứ chiến lược của người Anh ở Đông Nam Á, nằm trên con đường hàng hải huyết mạch Đông Tây. Văn Ba đến đây vào ngày 8 tháng 6 năm 1911. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi ở xứ thuộc địa này, lần đầu tiên anh đã thấy được cảnh đời nô lệ bên ngoài biên giới Việt Nam. Và anh hiểu rằng bọn chủ thực dân ở đâu cũng vậy. Hàng trăm dân tộc nhược tiểu, hiền lành, kém phát triển đã rơi vào ách thống trị khắc nghiệt, vô nhân đạo của bọn thực dân, mà dân tộc Anh chỉ là một trường hợp. Sau này, có nhiều lần trở lại những chuyến đi đầu tiên này đã cho anh hiểu rằng cái luật đời lang sói, cá lớn nuốt cá bé có từ thượng cổ vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Và tự hỏi rồi đây, liệu đàn sư tử hung tàn tới một lúc nào đó có thể sống hòa bình bên cạnh đám cừu non hay không? Đó quả là vấn đề nan giải nhất của nhân loại. Lại rời bến rồi lại ra đi, phía trước vẫn là biển cả mênh mông, là đường đời bất tận. Anh tới Colombo ngày 11 tháng 6 năm 1911. Đây là thủ phủ xứ Phật giáo Tích Lan, đã nổi tiếng từ thời Hoàng Kim Ai Dục Đế, vị Phật Hoàng vĩ đại của xứ Ấn Độ, một xứ sở mà người dân đang bị bóc lột tàn khốc bởi chế độ thực dân Anh. Tàu của Văn Ba đi xuyên dọc kênh Suez và dừng lại ở cảng Said, Ai Cập ngày 30 tháng 6 năm 1911. Thành phố này nằm trong đoạn đầu con kênh, nơi đó thông tới Địa Trung Hải, vẫn lam lũ khổ cực cơ hạt do sự bóc lột của nước Anh chủ nợ. Năm 1882, người Anh chiếm Ai Cập. Năm 1914, tức 3 năm sau khi Văn Ba tới, thì họ thiết lập chế độ bảo hộ đối với nước này, một quốc gia đã có tới 6.000 năm lịch sử với 30 triều đại pharaoh rực rỡ từ năm 3.200 đến 323 trước công nguyên. Kênh Suez dài 195 km nối thành phố Suez trên bờ Hồng Hải với cột Said trên bờ Địa Trung Hải, mở ra cánh cổng thông thương từ Ba Tư đến Bắc Hải mà không qua mũi Hảo Vọng. Công trình được khởi công từ năm 1859 đến năm 1869 thì hoàn thành. Sau đó, bị người Anh thiết lập sự kiểm soát quân sự tới năm 1954. Năm 1956, Ai Cập quốc hữu hóa để thu lại chủ quyền. Marseille, ngày 6 tháng 7 năm 1911. Lần đầu tiên, Văn Ba đặt chân đến đất Pháp. Sau một hành trình khá dài, từ bờ Nam lên bờ Bắc Địa Trung Hải, một vùng biển nằm giữa đất liền nổi tiếng của thế giới. Vậy là anh đã tới Marseille, tới nước Pháp, một trong những cường quốc văn minh nhất của thời đại, một quốc gia được cả thế giới ngưỡng mộ, cũng đồng thời là kẻ cuồng bạo đang thống trị quê hương Anh một cách tàn ác. Phải nhìn thật kỹ đất nước này thì mới định liệu được cách đối xử với nó. Sự vĩ đại của nền văn hóa Pháp là điều không cần phải bàn. Những giá trị nhân văn to lớn
mà tuyên ngôn nhân quyền đã công bố. Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng và mãi mãi tự do và bình đẳng đã gieo nhiều hy vọng không chỉ cho đất nước Pháp mà còn cho cả loài người. Giờ đây, đang giữ một vị trí như thế nào trong xã hội nước Pháp và tại sao người Pháp lại hành động trái ngược hoàn toàn ở Việt Nam, phải lý giải cho được ngọn nguồn thì mới xác định rõ được phương pháp hành động để thoát khỏi được kiếp xiềng gông tàn bạo. Đó chính là mục tiêu cao nhất của chuyến phiêu lưu góc biển chân trời này, mà nước Pháp chỉ là một điểm đến. Khi đặt chân tới Pháp, chàng trai Việt Nam lúc đó hết sức hồi hộp với tâm trạng ngỡ ngàng, hào hứng của tuổi đôi mươi, nhất là trong hoàn cảnh một mình bơ vơ nơi đất khách. Marseille là thành phố vừa sang trọng vừa bình dân, có đủ độ phong trần để đương đầu với mọi cung bậc của xã hội, của thời cuộc, để thản nhiên đi giữa dòng đời với đủ tự tin của kẻ từng trải. Có lẽ Văn Ba cũng nhận ra điều đó, bởi nó rất giống bản thân anh gần một thế kỷ trôi qua với biết bao thay đổi. Có lẽ chính chàng trai lẻ loi 21 tuổi này phiêu bạt ở xứ xa lạ này đã khiến cho đồng bào hậu thế của anh thực sự xúc động. Marseille là một thành phố điển hình đa sắc tộc, một thành phố quốc tế, có rất nhiều quốc tịch quần cư ở đây, mang theo đủ mọi tập quán, màu da, tính cách, ngôn ngữ, đa phần là bình dân, thậm chí là lam lũ. Đó là một xã hội mở để mọi người hòa nhập. Tuy nhiên, nói tới Marseille, trước tiên cần hiểu rằng đây là thủ phủ quân vùng Phờ-rô-phăng nổi tiếng, được coi là mảnh đất đẹp nhất nước Pháp và cả vùng địa Trung Hải, với vùng bờ biển xanh da trời hoặc cõi thiên thai được cả thế giới ngưỡng mộ. Với một người lần đầu tiên tới đây, một cái nhìn bao quát rất là cần thiết. Sau này Bác Hồ còn trở lại Marseille nhiều lần, trong đó có chuyến tham dự Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ nhất vào năm 1921 và chuyến thăm Pháp năm 1946. Còn giờ đây đã đến lúc phải giã từ, bởi con tàu La Tour-Trévin phải lên đường tới tận xứ Normandy xa xôi ở miền Bắc. Le Havre là hải cảng lớn thứ hai của nước Pháp sau Marseille, nằm trên bờ biển Măng thuộc xứ thượng Normandy gần với nước Anh. Nguyễn Văn Ba tới đây vào ngày 15 tháng 7 năm 1911 theo hành trình của tàu biển bao quanh bán đảo Iberia và xuyên dọc gần hết Đại Tây Dương của nước Pháp. Đây là thị trấn Saint-Antoine ở ngoại ô Le Havre, nơi Văn Ba dừng chân hành nghề làm vườn khoảng vào năm 1911. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 1911, Văn Ba còn theo hành trình của tàu Trévin đặt chân lên nhiều địa phương nước Pháp, trong đó có thành phố cảng Dunkerque cũng trên bờ biển Măng, giáp với nước Bỉ. Thành phố Le Havre từ thế kỷ 19, nổi tiếng về xuất cảng cà phê chế biến và bông sợi, cũng là cảng trung chuyển giữa châu Mỹ và châu Âu. Năm 1944, cả thành phố là một pháo đài của quân Đức, bị quân Anh ném bom tàn phá nặng nề. Dân số hiện nay chỉ khoảng hơn 190.000, là cảng thứ 5 thế giới về trọng tải và thứ nhất nước Pháp về container. Thành phố rất tự hào về lịch sử và văn hóa của mình và là quê hương của nhiều nhân vật lỗi lạc và khối tượng đài kỷ niệm dính líu của các công dân địa phương đối với Đông Dương, một quá khứ chẳng lấy gì làm vinh quang của người Pháp. Trong một thời gian sống trên đất Pháp, Văn Ba có dịp tiếp xúc và ngưỡng mộ nền văn minh phương Tây, đồng thời cùng hiểu rõ được lòng dạ của chủ nghĩa tư bản và đưa ra nhận xét cũng có người Pháp tốt, người Pháp ở Pháp thì tốt và lễ phép hơn người Pháp ở Đông Dương. Dân lao động Pháp cũng cùng cực như dân Việt Nam, chỉ có bọn thống trị là độc ác xấu xa. Thật ra, không phải đợi tới Pháp Bác mới nhận ra điều này, nhưng phải được chứng kiến Bác mới khẳng định rồi yên tâm viết lên mặt giấy. Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, lần theo chuyến đi vòng quanh châu Phi của Bác trên con tàu La Tour-Trévin. Đây là cường quốc hàng hải nổi tiếng trong thế kỷ xa xưa, khi mà các nhà truyền giáo của họ có mặt rất sớm ở phương Đông, trong đó có nước ta. Bồ Đào Nha là một trong hai nước hợp thành bán đảo Iberia nằm trên bờ Đại Tây Dương, có biên giới duy nhất với nước kia là Tây Ban Nha. Anh Nguyễn đến đây vào năm 1912. Vào thế kỷ thứ 15, nước này là một cường quốc thương mại. Thế kỷ 16 họ thống trị Brazil và một số nơi ở châu Phi và châu Á. Cùng với Tây Ban Nha, họ trở thành cường quốc thực dân rất sớm. Con tàu của Bác Hồ từ Tây Ban Nha vượt qua El Vizanta rộng 15 km,
ngăn đôi châu Âu và châu Phi vào địa Trung Hải, đi ngược chiều về phía đông mà vòng quanh châu Phi. Đầu tiên qua Maroc rồi đến Algeria, quốc gia châu Phi lớn nhất địa Trung Hải. Tiếp theo là Tunisia, cũng là một thuộc địa của Pháp như Maroc và Algeria. Rồi Libya, Ai Cập qua cảng Said, kênh Suez, dọc theo Hồng Hải ra vịnh Aden, vùng biển Đông Nam châu Phi, rồi dọc theo bờ biển Tây Phi, ghé thăm hàng loạt các quốc gia của lục địa đen, phần lớn nằm dưới sự cai trị của các cường quốc thực dân châu Âu. Hành trình châu Phi đã góp phần quan trọng trong sự trưởng thành, nhận thức và tâm hồn của nhà cách mạng trẻ tuổi. Sự thống trị hà khắc, nỗi thống khổ khôn cùng với cảnh nhân phẩm và cuộc sống bị chà đạp thô bạo đã làm quặn đau trái tim nhân hậu, đồng thời bộc lộ rõ ràng bản chất của chủ nghĩa tư bản cùng với chế độ thực dân tàn bạo mà nó sinh ra. Cũng chính từ chuyến đi này mà tình yêu thương đồng loại bị áp bức, bị bóc lột, không phân biệt quốc gia dân tộc càng nồng nàn trong trái tim anh, góp phần tạo nên phẩm chất sáng ngời về tinh thần quốc tế của Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh sau này, được cả thế giới khâm phục và kính trọng. Nó cũng góp phần tạo nên tính kiên định cách mạng, ý chí đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng con người và giải phóng dân tộc mà Bác Hồ đã theo đuổi trong suốt cuộc đời gian lao, trong sáng và vĩ đại của mình. Đã hơn một thế kỷ trôi qua, bão táp chiến tranh đã nhiều lần hủy diệt cuộc sống trên mặt địa cầu cũng chỉ vì tham vọng xấu xa đê hèn của những kẻ có quyền lực. Nhưng nhân loại vẫn tồn tại và trưởng thành, trong đó có chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đã hơn nửa thế kỷ, nhưng nhân cách và tấm gương của ông đã trở thành bất tử. Chúng ta đang đi theo hành trình của Bác. Ta đang bước lên dấu chân xưa, phiêu lưu, can đảm và đơn độc của người anh hùng trên con đường kiếm tìm và giành lại tự do cho dân tộc và cho toàn nhân loại. Một thứ tự do đích thực, cao quý, chứ không phải thứ tự do bánh vẽ đã từng gây thất vọng cho cả loài người.